Thập Thùng ơi, Thập Thùng, con nhìn vào camera con chào cô chú đi. Con chào cô chú, con chào các anh các chị. Con là Thập Thùng. Con được 1 tuổi rưỡi rồi. Mẹ mới làm kênh YouTube cho con á. Cô chú nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho con nha. Rồi trốn đi đâu rồi Thập Thùng? Nó trốn máy quay nè mọi người. Nó biết mẹ nó quay rồi, nó trốn luôn rồi. Thập Thùng ơi, trời ơi, nó trốn kìa mọi người. Thập Thùng à, con trốn vậy đó hả? Thập Thùng, ba về rồi. Ba ơi, con không muốn mẹ quay phim con hả? Mẹ ơi, mẹ quay phim con hoài à? Đó, nhìn cái mặt ảnh coi. Sao con trốn vào đó vậy? Hả? Nhìn dễ thương không mọi người? Đó, lại đưa cái bộ mặt chán đời ra rồi. Ba về rồi. Ba ơi, ba ơi, mọi người thấy không? Cho Thập Thùng nè. Đó, chỉ có đồ ăn với là nói ba về thôi là nó mới như vậy thôi, chứ còn đó bây giờ mình gọi nó là nó không nghe luôn. Đang sủa đó mọi người. Con, mẹ dọn cơm nha. Ba gần về rồi, mẹ dọn cơm cho ba ăn. Thập Thùng có ăn cơm không? Rồi con ngồi xuống cho mẹ. Con ngồi im nha, con ngồi đợi mẹ nha. Thập Thùng đợi mẹ. Ồ, mẹ nói sao? Mẹ nói mẹ dọn cơm cho ba ăn thì con ngồi đợi. Ok, ngồi đợi. Đợi mẹ chút xíu nha. Đợi mẹ chút xíu, mẹ cho Thập Thùng ăn. Con nhìn vô camera này, Thập Thùng. Đó, ok. Đúng rồi, con ngồi, con nhường ngồi, con xem vô camera nha. Đợi mẹ chút xíu.